Hai người đẹp bỏ thi Miss Charm 2023 quay lại cuộc thi làm MC dẫn chung kết. Lộ diện dàn MC chất lượng sẽ xuất hiện trong đêm chung kết Miss Charm 2023. Bất ngờ khi có sự góp mặt của hai người đẹp từng nằm trong danh sách thí sinh nhưng lại bỏ thi phút cuối. Chặng đường của cuộc thi Miss Charm 2023, Hoa hậu sắc đẹp quốc tế đã dần bước vào giai đoạn cuối cùng. Sau gần 15 ngày tranh tài tại Việt Nam, 38 nhan sắc xinh đẹp và tài năng đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ chính thức tiến vào đêm chung kết xếp hạng để tìm ra người chiến thắng diễn ra vào tối 16 tháng 2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh dàn thí sinh và khâu chuẩn bị của ban tổ chức, danh tính bộ ba MC dẫn dắt chương trình cũng là điều mà các khán giả không khỏi tò mò và thích thú. Điều đặc biệt là hai trong số đó là sự góp mặt của hai mỹ nhân từng nằm trong danh sách thí sinh của cuộc thi nhưng lại quyết định bỏ thi phút cuối. Cụ thể theo thông tin từ phía ban tổ chức, vì là cuộc thi quốc tế nên đêm chung kết Miss Charm 2023 sẽ được dẫn dắt hoàn toàn bằng tiếng Anh dưới những cái tên MC đình đám là Phương Mai Quỳnh Nga và Karina Ramos, mỹ nhân người Costa Rica. Trong đó MC Phương Mai là cái tên đã không còn quá xa lạ gì đối với khán giả Việt khi cô là gương mặt dường như đã dẫn quá quen thuộc trên nhiều chương trình sự kiện lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở cả quốc tế. Bằng tài ăn nói hoạt bát duyên dáng, khán giả của Miss Charm hoàn toàn có thể an tâm cho đường dây của chương trình ở đêm chung kết. Chia sẻ với truyền thông, Phương Mai cũng cho biết bản thân đang khá hào hứng và mong chờ thời khắc được bước lên sân khấu của Miss Charm 2023. Bên cạnh đó, cô cũng đã chuẩn bị cho mình hai bộ trang phục dạ hội phù hợp với tinh thần của đêm thi để có thể tự tin dẫn và đồng hành cùng các thí sinh trong tối chung kết. Về phía hai người đẹp còn lại là Quỳnh Nga và Karina Ramos thì lại có yếu tố đặc biệt hơn bởi hai chân dài này trước đây đã từng nằm trong danh sách thí sinh của Miss Charm 2023. Tuy phải bỏ thi vì những lý do cá nhân nhưng cả hai đều quyết định trở lại cuộc thi với vai trò MC để đồng hành cùng ban tổ chức, mong muốn góp mặt làm nên thành công của mùa giải. Quỳnh Nga hiện đang là một biên tập viên đầy tài năng của đài truyền hình Việt Nam VTV. Đã được dẫn trên sóng quốc gia thì khán giả hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng dẫn dắt chương trình của người đẹp này. Cô cũng cho biết dù đã có kinh nghiệm dẫn dắt ở các cuộc thi nhan sắc quốc tế khác, tuy nhiên với Miss Charm thì là một trải nghiệm hoàn toàn khác và mới lạ đầy thú vị. Mỹ nhân người Costa Rica Karina Ramos hiện là cái tên cuối cùng trong bộ ba MC đêm chung kết. Từng đăng quang Hoa hậu Costa Rica 2014 và giành quyền đại diện quốc gia mình đến với Hoa hậu Hoàng Vũ cùng năm. Người đẹp sinh năm 1993 này nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý khi có mặt kết hợp cùng hai nữ MC của Việt Nam dẫn dắt đêm chung kết Miss Charm 2023. Chia sẻ với truyền thông Việt Nam, Karina Ramos cho biết bản thân rất phấn khích khi được dẫn dắt làm MC, một trải nghiệm mới lạ và đầy thú vị. Cô bày tỏ rằng bản thân luôn muốn được dẫn một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc tế, tuy nhiên vì đây là chương trình đầu tiên người đẹp dẫn hoàn toàn bằng tiếng Anh, đồng thời phải nói nhiều từ tiếng Việt, mọi thứ đều mới mẻ nên cô không tránh khỏi sai sót, nàng hậu hy vọng mình sẽ thể hiện tốt hơn trong đêm chung kết. Để được đảm bảo những màn dẫn dắt chỉnh chu nhất trên sân khấu, cả ba MC Phương Mai Quỳnh Nga và Karina Ramos đều thường xuyên trao đổi và tập luyện cho kịch bản chương trình đến tận tối muộn. Trước khi đêm chung kết được diễn ra, các người đẹp cũng tiết lộ đến khán giả rằng đêm chung kết Miss Charm 2023 hứa hẹn sẽ hoàn toàn mới lạ so với những cuộc thi nhan sắc khác khi có những màn gọi tóc độc đáo và lồng ghép truyền tải được văn hóa Việt Nam đầy ấn tượng. Trước những thông tin hấp dẫn của cuộc thi, đặc biệt là bộ ba MC đình đám thì đêm chung kết của Miss Charm 2023 đang dần trở nên nóng hơn bao giờ hết. Người hâm mộ cũng đều đồng loạt thể hiện sự mong chờ và háo hức đến giờ chương trình được diễn ra công chiếu với toàn thể khán giả trong nước lẫn quốc tế.